chân lại đến nơi rồi hồn ta ơi, con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân gieo vang chào quý ông bà và anh chị em. Chào. Thánh lễ hôm nay chúng ta đang cầu nguyện đặc biệt cho hai linh hồn sau đây: Mara Trần Thị Tý, linh hồn Giuse Lễ Dỗ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay chúng ta toàn thể giáo hội mừng kính Thánh Bernardo Bernard, một vị thánh hy sinh cho giáo hội, cho sự hiệp nhất của giáo hội, luôn luôn chú tâm cầu nguyện cho các linh hồn và hiệp nhất trong đan viện Sito. Ngài rất giỏi và các Đức Giáo Hoàng dùng Ngài là cố vấn để mà làm sao cho sự hiệp nhất của giáo hội. Và Ngài bỏ tất cả, Ngài là dòng tộc, bỏ tất cả đi theo Chúa Kitô. Như bài đọc hôm nay, ai theo Chúa, hãy bỏ tất cả cha mẹ, ruộng nương, nhà cửa mà theo Chúa. Thánh Bernardo đã làm được như vậy. Còn chúng ta thì sao? Với tâm tình đó chúng ta bước vào thánh lễ. Xin Ngài Thánh nói tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria con đời đồng chiên, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Viện Phụ Bernardo đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong giáo hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Ích sách tiên tri Ezekiah. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tyro rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này, bởi vì ngươi tự kiêu mà rằng: Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên tòa Thiên Chúa giữa biển. Vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa,
mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa. Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn Daniel. Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết. Nhờ tài trí và khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh. Và ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia tăng của cải. Và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của ngươi. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa, thì đây, ta sẽ dẫn quân ngoại bang là những kẻ hung bạo nhất trong các dân đến giày xéo trên ngươi. Họ sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi và làm ô danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi. Ngươi sẽ chết như những kẻ chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào ngươi còn dám nói: ta là Thiên Chúa nữa sao? Vì ngươi là người chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ chết trong tay ngoại bang như những kẻ không chịu cắt bì. Vì ta đã phán, Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đọc câu đáp: ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Ta đã phán, chúng đang ở đâu? Ta sẽ làm cho người ta không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, ta đã giãn ra, kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Chúng sẽ nói rằng, tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa đã làm những sự này. Dân này chẳng có lo lắng và không có khôn ngoan chút nào. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chung và Chúa đã chẳng bỏ mặc chúng sao? Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Ngày tiêu diệt đã gần và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử dân người và xót thương kẻ làm tội Chúa. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa dân bảo, và xin dòng tay ban luật pháp của Chúa cho con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa người rằng: vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi điều có thể được. Bây giờ Phêrô thưa người rằng: này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?
Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 dân tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ mạng nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm qua, một người trẻ giàu có thanh niên trong bài phúc âm tới gặp Chúa, và anh ta muốn một cuộc sống đời đời. Hỏi Chúa: Vậy con phải làm gì để con có sự sống đời đời? Chúa Giêsu nói: Anh về anh bán tất cả gia tài của anh, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo ta. Khi mà nhìn lại, quay lại nhìn khối tài sản của mình và tương lai bất bông, anh ta không biết làm cách nào, đành phải bỏ Chúa Giêsu mà đi về với cuộc sống hiện tại của mình, với khối tài sản. Cho nên, khi hôm nay các môn đệ chứng kiến được cái điều đó, Chúa Giêsu mới nói: Người giàu có khó vào nước thiên đàng. Con lạc đà còn dễ chui qua lối kim hơn là người giàu có. Vậy các môn đệ cảm thấy bỡ ngỡ, băn khoăn, mệt mỏi khi nghe Chúa Giêsu nói vậy. Thì vậy chúng con bỏ tất cả mà theo Thầy thì chúng con được cái gì? Tương lai của các ông cũng bất bông, không biết làm sao, vì đã bỏ rồi, bây giờ quay lại không có tài sản như người thanh niên kia. Nhưng Chúa Giêsu an ủi các ông: Việc của Thiên Chúa, Ngài làm được tất cả, còn loài người thì không. Chúng ta thử suy nghĩ coi. Các môn đệ đã bỏ cha mẹ, ruộng nương, nhà cửa, tạm bán hết tài sản mà theo Chúa, đánh cả một cuộc cược như vậy, chỉ vì cái lòng tin và tín thác vào Thầy của mình và cả tương lai. Cho nên Chúa Giêsu mới nói: Trong nước Chúa, khi mà Chúa Giêsu ngự trên tòa vinh hiển mà phán xét, thì 12 vị tông đồ này cũng ngồi trên 12 ghế để phán xét 12 dân tộc Israel. Đó là sự lời hứa và sự an ủi. Cho nên chúng ta thì nghĩ coi, cuộc đời chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng bất bông lắm. Đôi khi chúng ta vẫn bị vướng mắc vào tất cả những công việc thế gian, cơm áo gạo tiền. Chúng ta mướn bác vào, chúng ta không hoàn toàn mà bỏ tất cả, chúng ta vẫn còn bị cái đó nó kéo chúng ta lại. Không phải là chúng ta bỏ tất cả, nhưng chúng ta tín thác vào Chúa Kitô 100% hay không? Tất cả những tài sản, tiền bạc, thế gian, vật chất, nó là thứ phụ, nó không phải là thứ chính. Mà đã là thứ phụ thì không bao giờ nó được coi trọng. Cho nên cái điều gì mà chúng ta chưa nhìn thấy mà hôm nay Chúa Giêsu nói được sự sống đời đời, đó là cái điều chính nhất mà chúng ta lại không nhìn ra, nhìn rõ và nhìn thấy một cái bức ảnh, bức tranh nó toàn diện để chúng ta quyết định. Chúng ta bất bông và chúng ta đã đôi khi thoái lui và tín thác vào Chúa là như vậy. Cho nên giữa tiền bạc và đời sống mai sau, chúng ta phải làm quyết định rất rõ ràng. Tôi sống trên thế gian này, tôi dựa vào tiền bạc vật chất để tôi sống, đem lại sự hạnh phúc, đem lại cái sự bình an có, nhưng không phải là tất cả, nhưng không phải là cái điều đó là đời đời. Nó chỉ là những thứ mà tôi tạo ra mà thôi. Còn thứ mà tôi không được tạo ra là nước trời, đó là Thiên Chúa tạo ra cho tôi, thì tôi phải chiếm lấy, tôi phải và đạt lấy. Thì như vậy tôi phải dùng hết khả năng của mình, ngay cả những sự hy sinh của mình, ngay cả những gì mà cái tôi của chúng ta là cao vời vợi, chúng ta cũng phải gạt cho nó bằng, chúng ta phải bỏ qua để chúng ta được
đạt cái điều mà Thiên Chúa tạo ra cho chúng ta là cuộc sống đời đời. Thì cái những điều đó mà chúng ta không đạt được thì được lại lại thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Mất tất cả, chả được cái gì hết. 100 năm ở sống trên thế gian này cũng qua, trở thành cát bụi, rồi trở về, đi về một cõi hư vô nào đó, không phải thiên đàng hay là hỏa ngục. Sống 1 năm, 2 năm, 10 năm trên thế gian mà được ích thì chúng ta đó là được sống đời đời. Có chi bằng chúng ta so sánh cái cuộc đời mai sau, nó cả một thiên niên kỷ, cả một quãng thời gian bất diệt, với so với thời gian 100 năm trên thế gian này hay không? Chúng ta thử suy nghĩ coi. Vậy hôm nay Jesus nói với chúng ta, hãy bỏ tất cả cha mẹ, chúng ta sẽ được tất cả, được bốn cả 100, gấp trăm lần, gấp bội hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Đó là lời hứa của Chúa Kitô. Cho nên cái sự quyết định chúng ta phải bỏ ngay cái bản ngã của mình, cái tôi của mình, mà làm quyết định đi theo Chúa một cách đúng đắn trong cuộc đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con sự này, bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rất rộng ban cho chúng con, sự này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của hướng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa yêu lên cao cả, xưa Thánh Viện Phụ Bernardo đã dùng lời nói và việc làm để xây dựng bình an trong hội thánh. Nhân ngày lễ mừng kính người hôm nay, chúng con dâng lên Chúa của lễ này và là bí tích bình an và hiệp nhất. Xin Chúa thương chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh, nhất là Thánh Bernardo, như một năng lực luôn luôn mới và làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấm ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mầu nhiệm Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi cho chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thân lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha càng sang, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Là khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Chúa đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư. Đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịn mờ, Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơ, Chúa chan bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu dạt sao xuyến trên dòng đời. Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài tình yêu lỡ đam mê, dòng chơi xa lạ quên mất đi đường về. Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan bao tình mến thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ kiến thánh Bernardo, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh, xin cho lương thực chúng con vừa lãnh nhận đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng con. Ước chi gương sáng của Người khích lệ chúng con mà lời giảng dạy của Người soi sáng chúng con. Nhờ vậy chúng con sẽ ngày càng gắn bó với con Chúa là ngôi lời nhập thể, đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúc quý vị một đêm bình an. Cha ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con, cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về, ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời.